À Hà Nội xin chào mọi người nhé Hôm nay ngày mùng 8 tháng 10 thì em sẽ giới thiệu mọi người bộ ba cái cây hồ điệp hàng siêu tầm cực kỳ đẹp của nhà em luôn Hàng thửa luôn nhá Mặt hoa em cho mọi người xem trước này Mặt hoa thì hôm nay em có ba mặt hoa cho các bác siêu tầm Đó là vàng thái dương, siêu hoa siêu nụ nhá Một cây thì bao giờ nó phải cho được tầm khoảng 4-50 bông hoa Đấy. Thứ hai là trắng nhị đỏ cũng vậy, rất là nhiều nụ Và thứ ba là tím nhung nhá tím nhung cực kỳ đẹp luôn. đây là cây nhà em nó mới một ngồng đấy. còn cây hiện tại này nó toàn ba ngồng thôi. đấy. cây hiện tại toàn ba ngồng ấy nhá. như cái màu tím nhung này, này. em trồng trong cốc to. đấy cây rất là già cây rồi và nó rất là nhiều lá to, ba ngồng. thậm chí có những cây bốn ngồng luôn. cực kỳ to như thế này. đây là cây uh, tím nhung nhé. còn đây là cây trắng nhị đỏ này. đấy. trắng nhị đỏ. nhìn lá đẹp cực kỳ luôn xanh mướt mà đều tăm tắp luôn đang có ba ngồng ở bên trong rồi nhá Đấy, ngồng nó mới nhú trắng nhị đỏ thì ngồng nó mới nhú thôi tất cả những cái cây này thì đều chơi tết rất là ok Đấy, cực kỳ to đẹp luôn và cuối cùng ấy là vàng thái dương này Đấy, vàng thái dương em cầm cho các bác xem này nhìn nó đẹp từ cái rễ cho đến cái lá cho đến cái ngồng luôn không lỗi một tí nào luôn nhá ngồng rất là đẹp một cây này hôm nay em bán cho các bác với giá là 100.000 nhé Bởi vì cây này là cây siêu to rồi Hàng thửa Chứ không phải là cái cây nó vừa vừa nữa mà cây này rất là to và trưởng thành rồi đấy, Trưởng thành gọi là hết cỡ rồi đấy Đây, Trồng trong cốc to luôn nhá Rất là đẹp Mọi người mua 3 cây thì em sẽ báo ship cho các bác nhá Mọi người mua đủ 3 cây siêu tầm 3 màu thì em sẽ báo ship là 303 cây Còn là mua dưới 3 cây thì tiền ship chịu cho em là 35 nghìn Đấy Cây trắng nhị đỏ nhìn tuyệt vời không? Nhìn cái cây này chưa ra hoa, chơi lá không đã thích rồi Nó quá là to mà nó cực kỳ là đẹp Ba ngồng đây cây này, cây vàng này nó còn thậm chí nó còn đến 4 ngồng này này Đấy, 4 ngồng lên đều tăm tắt này, cực kỳ đẹp 4 ngồng này thì có khi Tết nó phải cho đến 70-80 bông hoa mất đúng không ạ Mà có khi nó còn ra thêm ngồng nữa Nhưng mà 4 ngồng thì là quá lắm rồi Đấy, Chỉ cần thế thôi là chơi hoa nó thoải mái lắm rồi nhá. Một cây là 100.000 và 3 cây thì em sẽ bao ship cho các bác Quá là đẹp, siêu to, siêu già cây khổng lồ Màu hoa cho mọi người xem lại nhé tím nhung này, đấy tím nhung, à, trắng nhị đỏ và vàng thái dương nhé. số điện thoại đặt hàng là 0974702106. em chào mọi người.